lý do vì sao mà mẫu ghế FC 911 Future lại liên tục uh, bán rất chạy và cháy hàng trong thời gian vừa qua? Hello Xin chào các bạn, mình là Chu Quang Huy và hôm nay thì Huy sẽ uh, chia sẻ cho mọi người một số cái lý do nhé. Bởi vì là không phải tự nhiên mà cái mẫu ghế FC 911 này lại bán rất là chạy và sau một tour mình đi các cửa hàng, các đại lý thì mọi người đều nói rằng là ở trong cái phân khúc mà cái mẫu ghế này thì ở, ở trong, trong trong phân khúc giá. Ấy ạ thì cái mẫu ghế này hiện nay nó là một mẫu ghế mà được khách hàng đón nhận nhiều nhất bởi cái trải nghiệm massage cái kiểu dáng và những cái tính năng nó mang trên mình thì đầu tiên đây là một chiếc ghế mà bên mình hoàn toàn có thể quảng cáo rằng là đây là một mẫu ghế massage 5D, 6D hay 8D giống như các bên khác ở trên thị trường nhưng mà bên mình không làm như vậy bởi vì là cái tệp khách hàng bên mình hướng tới là những người họ có hiểu biết, họ có kiến thức cho nên là họ cần cung cấp cái thông tin một cách trung thực đó cho nên ở Fuji Cam mọi người sẽ không bao giờ nhận được những cái quảng cáo kiểu như là nói quá lên và trải nghiệm ở trên chiếc ghế này đã được Huy trực tiếp tinh chỉnh để làm sao để nó phù hợp với cái thể trạng người Việt Nam nó không quá mạnh nhưng nó cũng không quá nhẹ để những người mà khi mà mà ngồi lên dù là với một thân hình dày dặn giống như mình hoặc là với những người mà gầy hơn một chút thì ngồi lên nó đều cảm thấy hài hòa bởi cảm biến trọng lượng của nó khá là nhạy cảm biến trọng lượng của nó khá là nhạy đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đây là một trong số rất ít mẫu ghế ở hiện nay ở trên thị trường được trang bị cảm biến sức khỏe một cách gọi là độc lập và chuyên sâu. Mọi người đã thấy rằng là những cái ghế khác nó được trang bị cảm biến sức khỏe theo kiểu cho có, nhưng ở trên chiếc ghế này, cái cảm biến sức khỏe của nó là một cảm biến tương tự như cái đồng hồ Garmin của mình đang đeo ấy. Đó, khi mà mình đo thì cái ghế nó nó sẽ dừng hoạt động hoàn toàn để cơ thể của mình ở trạng thái gọi là ở trạng thái ổn định nhất để đưa ra các cái thông số nó chính xác, nó chi tiết nhất. cái tiếp theo nữa, đúng không ạ? chiếc ghế này nó được uh, tích hợp ba cái chế độ điều khiển để giúp cho mọi người trong quá trình sử dụng ấy, nếu như mình nói nếu như chẳng may, thì ạ, cái điều khiển màn hình này nó hỏng, hay là cái điều khiển giọng nói nó hỏng, hay là cái bảng điều khiển nhanh này nó hỏng, thì nó đều có thể là dùng các cái tính năng điều khiển khác để thay thế vào đó. và một cái điều rất là quan trọng nữa mà khách hàng nói rằng là rất ít những cái đơn vị khác họ làm đó chính là cái phiên bản FC 911 này được nâng cấp hoàn toàn bởi cái chất liệu cái 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 chất lượng của cái loa bên trong này các bạn khi mà mọi người sử dụng cái tính năng ví dụ điều khiển giọng nói này hay là mình nghe nhạc này hay là mình kết nối bluetooth này thì cái chất loa của nó rất là ấm rất là trong rất là có độ đầm chắc chứ nó không kiểu như rè 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 theo kiểu trang bị cho có giống như ở trên các sản phẩm khác đó thì mỗi một chút mỗi một chút mỗi một tính năng nhỏ mình luôn luôn cố gắng tối ưu để làm sao để mang tới cho mọi người cái trải nghiệm tốt nhất thì tự nhiên rằng là nó tạo ra một cái sức hút thôi một cái sức hút thôi và như mình nói rồi gần như đây là một cái sản phẩm đầu tiên mình không dám nói là đầu tiên ở việt nam nhưng chắc chắn rằng đây là sản phẩm đầu tiên của fujike mà trực tiếp huy tham gia vào khâu ind sản phẩm đúng không ạ và tại sao mà mình lại tham gia vào khâu này bởi vì trước đến giờ ấy, thì bên mình có 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 bộ phận đấy riêng nhưng mà sau đó mình thấy rằng là ở ừ, các bạn ấy chỉ quen ngồi ở phòng thí nghiệm thôi, quen ngồi ở trong phòng nghiên cứu thôi. Các bạn ấy không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì các bạn ấy không hiểu sâu về chân chung khách hàng được. Đó, và nó sẽ giống như các cái đơn vị khác ở trên thị trường tức là đơn giản như là chọn mẫu đúng không? Sau đó là sản xuất ở Việt Nam thì nó sẽ có rất nhiều những cái điểm trừ ở trong một sản phẩm. Thì với mẫu fc một này nó là một sản phẩm hiếm hoi mà mình mình không dám nói là không có điểm trừ nhưng mà gần như là không có điểm trừ ở trong cái phân khúc mà nếu như hiện nay mà mà khuyến mãi cái nước đi các thứ nó còn 4 4, 4 à 46 triệu 200 đúng không ạ? Và một số quà tặng nhỏ nữa thì gần như không có đối thủ ở trong cái phân khúc đấy cả về uh, tính năng và đặc biệt là về độ bền đúng không ạ? Đặc biệt là về độ bền. Các bạn nhá và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào hãy cứ comment bên dưới mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái hành trình để tạo ra cái ghế và những cái trải nghiệm mà mình mong muốn mọi người có được khi sử dụng ghế massage mọi người nhá xin chào bye bye